Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án The Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Len. Thì dự án The Metropole Thủ Thiêm chia làm 4 giai đoạn và 4 khu. Khu giai đoạn 1 là khu Galleria Residence, giai đoạn 2 The Crest Residence, giai đoạn 3 The Opera Residence và giai đoạn 4 là The Brand Residence. Thì hiện nay The Galleria Residence đã hoàn thiện rồi và cũng được bàn giao rồi và bán hết rồi. Đồng thời The Crest Residence cũng đã được bán hết rồi. Tuy nhiên The Crest Residence tức là giai đoạn 2 á, đơn vị thi công hiện nay đã xong khối đế và đã lên tầng thứ nhất. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật. Hiện nay đơn vị thi công đang tăng cường tiến độ giai đoạn 2 nha các bạn, và cũng như là giai đoạn 3. Còn giai đoạn 4 là Brand Residence thì đơn vị thi công cũng đã xong cột móng nhồi, xong cái hệ thống móng cọc rồi và sắp tới chuẩn bị khoét hầm nha các bạn. Còn The Opera thì đơn vị thi công sắp sửa hoàn thiện những tầng hầm và đang chuẩn bị lên tầng nổi rồi. Hình ảnh các bạn đang xem là giai đoạn 2 của khu The Crest Residence. Hiện nay là khu đấy đã xong và đang lên tầng thứ nhất và lên tầng thứ hai rồi, chuẩn bị lên tầng thứ hai rồi. Thì giai đoạn 2 thì The Crest Residence thì diện tích gồm 13.222 m², bao gồm một tòa tháp cao 24 tầng, hai tòa tháp văn phòng 30 tầng, tức là một tòa tháp căn hộ 24 tầng và hai tòa tháp văn phòng 30 tầng ở hai bên, và chính giữa là tòa tháp căn hộ 24 tầng với 3 tầng hầm, bao gồm căn hộ, shop house, văn phòng. Hiện nay đơn vị thi công đang tăng cường tiến độ giai đoạn 2 nha các bạn, cũng như giai đoạn 3. Thì giai đoạn 3 là The Opera Residence. The Opera Residence thì thuộc giai đoạn 3. Thì số tầng gồm từ 5 đến 24 tầng. Và với hai cái dịch vụ tức là bao gồm bốn khối đế và 3 tầng hầm. Tổng số căn hộ là 646 căn hộ, gồm hai tòa nhà là The Scala và Massimo nha các bạn. Dự án này là các dự án của Sơn Kim Len thuộc khu số 1, ở vị trí khá đẹp ngay chân cầu Thủ Thiêm 2, có mặt view bờ sông cũng như mà 3 mặt tiền ngay cái nhánh chính của cầu Thủ Thiêm 2 đi xuống và đại lộ Vòng Cung, tức là Trần Bạch Đằng bây giờ đó. Theo dự kiến thì sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2022. Tuy nhiên với tình hình do vướng mắc dịch bệnh và tất cả mọi vấn đề liên quan thì có thể chậm trễ hơn. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi quan sát thì đơn vị công cũng đang tăng cường tiến độ rất nhanh, làm cả thứ bảy chủ nhật.
và huy động khá nhiều công nhân kỹ sư nha các bạn. Và ngay từ sáng sớm, các công nhân và kỹ sư đã lên vị trí làm việc rất sớm nha các bạn. Những hình ảnh các bạn xem tôi cập nhật trực tiếp từ công trường. Từ rất sớm, công nhân cũng như kỹ sư đã lên công trường. Còn cái giai đoạn 1 thì là Galleria Residence thì cũng diện tích cũng 14.986,60 m², với quy mô là chỉ có một tầng hầm thôi. Khối đế thì có 4 khối đế và 8 tầng cao nha các bạn, cũng đã hoàn thiện rồi, bao gồm vừa căn hộ văn phòng và có cả dịch vụ thương mại đấy các bạn. Tổng số căn là đến 456 căn. Như vậy là dự án The Metropole Thủ Thiêm là gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là gồm khu vực The Galleria Residence đã bán hết và cũng hoàn thiện rồi. Và giai đoạn 2 là gồm Great Residence cũng đã bán hết, tuy nhiên là mới lên được tầng thứ 2 và tầng khu đế đã xong rồi. Giai đoạn 3 The Opera Residence, và giai đoạn 4 sắp cũng đang hoàn thiện cọc móng và chuẩn bị khởi công The Grand Residence. Đấy, hình ảnh các bạn xem là The Grand Residence hoàn thiện xong cái cọc móng và chuẩn bị khởi công. The Opera Residence thì cũng thuộc lô số 1.17 khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó, kia là Opera Residence thì công cũng đã hoàn thiện gần như xong những tầng hầm rồi và chuẩn bị lên tầng nổi rồi. Tiến độ diễn ra cũng khá nhanh. Bởi vì trước 34 là cầu Thiêm 2 hoàn thiện thì Sun Kim Land muốn tăng cường tiến độ càng sớm càng tốt để hòa nhịp cùng cầu Thủ Thiêm 2. Như vậy chúng tôi cũng cập nhật sơ về tình hình tiến độ của dự án tổng thể The Metropole Thủ Thiêm để các bạn nắm bắt được. Mời các bạn đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ của các công trình trọng điểm ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.